Đánh là chung dạ. Đánh. Hôm trước bạn nào kêu mình nấu mì tương đen thì bữa nay mình sẽ nấu tteokbokki. Lại là một nguyên liệu đặc biệt. Rồi mình sẽ nấu bạch tuộc tteokbokki nha. Giờ mình sẽ rửa cái con bạch tuộc này nha mọi người. Ui. Trời ơi nó ruột hết trơn. Mình cho bột mì vô mình bóp cho nó. Bóp nhớt mọi người. Cái con này nó nhớt kiểu gì chứ? Cái sức cua của nó dính vô cái tay luôn á. Cái con này nướng sa tế ăn cũng được ha. Cái con này nướng sa tế, nướng nhớt. Lẩu bạch tuộc. Hồi đợt ở Việt Nam mình có ăn cái lẩu bạch tuộc kim chi nha mọi người. Lẩu bạch tuộc kim chi siêu to khổng lồ. Rồi giờ mình sẽ phải ăn nước nè. Cái con này chắc hồi nó không có được xưa á. Một vị hay thiệt. Chờ vậy coi nó hết nhớt rồi. Trong lúc mà đợi luộc bạch tuộc thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đây cái làm sốt tteokbokki nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho nước vô trong này. Mình sẽ nấu tteokbokki trước. Món gì mà có nước của mình là mình sẽ cho nước dùng kia nước dùng vô đây nha. Đây trong này một viên nước dùng. Để cho viên nước dùng nó tan nha mọi người. Rồi giờ mình luộc cái con bạch tuộc trước nha mọi người. Mua nãy 30.000 chứ mua trong siêu thị mà người ta luộc đỏ đỏ rồi thì nó sẽ là 40-50.000 nha mọi người. Ok. Luộc xong rồi nó không hôi. Cái viên nước dùng nó sắp gần tan hết nha. Mình sẽ cho tương ớt, ớt bột. Mình sẽ làm sốt tteokbokki nha. Bây giờ mình sẽ cho vô trong này tương ớt. Một muỗng, muỗng rưỡi thôi ha. Muỗng rưỡi bột thôi. Một ít nước tương nha, hai muỗng đi. Mình sẽ nêm lại nữa mà. Bây giờ mình cứ nêm trước, đỡ đỡ đi nha. Tiếp theo đó là nước đường. Đây còn gọi là mật nha. Mình sẽ cho vô trong này một muỗng, hai muỗng, ba muỗng, một muỗng đường. Cái này nếu mà khẩu vị người Hàn thì vậy là xong rồi đó mọi người. Nhưng mà mình sẽ nêm theo khẩu vị người Việt nha. Cho lên đây chút hạt nêm nữa. Một chút muối nữa. Chút xíu bột ngọt, chút xíu bột ngọt. Ừ, vậy là được rồi đó. Mình cho 4 cái trứng vô trước. Cái này là tteokbokki mà nó dạng như là bột mì á nha mọi người, chứ không phải là bột nếp nha. Cái gì này, chị coi vô mà đi mà sờ. Mình sẽ cho tteok vô trong này trước luôn nha mọi người. Xong rồi mình sẽ để lửa liu liu, mình sẽ nấu. Bữa nay nấu cái món dân. Bữa nay mình sẽ nấu cái món này nhanh gọn lắm mọi người. Cho cái con bún noi vô nha mọi người. Trời, té mép luôn. Ok. Đây là bắp, mình sẽ làm bắp gambơ phô mai nha mọi người. Cái chảo này, mình sẽ dùng cái chảo này để đảo nó vô. Xong là mình sẽ bắt lên bếp máy để cho mayonnaise với đường nó hòa tan ra nha mọi người. Rồi là mình sẽ cho ra cái dĩa, tại vì hồi nãy mình thấy cái chảo này nó nhỏ quá. Khi mà mình cho phô mai lên trên này á thì mình sẽ dàn ngu ra cho nó đều, rồi mình mới cho phô mai lên nha mọi người. Mình cứ rưới cho nó đều khắp hết các mặt trên cái này là mình sẽ cho vô quay lẩu giống là được. Quay sẽ khoảng tầm 1-2 phút thôi, mình canh nha, chứ không thôi là nó tràn bờ đê á. Rồi bây giờ mình quay lại cái nồi tteokbokki hồi nãy của mình nha.
Mình sẽ bỏ hành tây vô nha mọi người. Bỏ luôn cái chả cá tới sự trợ giúp của ba Tùng Hơn nha mọi người. Sao đảo vậy? Mình đã thiệt một con mực của ba Tùng Hơn thì phải đảo giùm mình. Mình đang nghiên cứu là không biết để sao cho cái con mực tuột này của mình nó đẹp đây. Lật nó lên hay là để nó nằm úp xuống. Nhưng mà sau hồi quyết định á thì mình quyết định là lật nó lên nha mọi người. Lật nó lên thì thấy nó cũng đẹp hơn á. Như vậy là cái nồi tteokbokki bạch tuộc của mình nó cũng đã xong rồi nè mọi người. Ôi, trời ơi, ok con. Xin chào các bạn. Xin chào mọi người đang xem kênh về On TV của mình nha. Hôm nay mời mọi người ăn món tteokbokki bạch tuộc siêu to khổng lồ. Tteok phải thăm bao bộ không kìa. Ăn thử đi. Bây giờ mình sẽ ăn thử tteok trước nha mọi người. Ok, ngon không? Ngon. Mình sẽ ăn thử cái miếng tteok chứ. Ăn nó ít á, ăn cho nó cứng, cứng lắm nè. Thấy nó chấm. Rất mèo rồi. Không còn. Chúng ta béo rồi, chúng ta xin được thử. Không cái hôm nhà này giống anh mình bữa nào cũng yêu cầu lắm. Mà phan rồi. Chị vừa thôi nha mọi người. Ngon không? Ngon. Ngon. Cái tóc này nó hay như vậy á. Cô mang ngô nha mọi người. Ai mà không muốn béo thì đừng ăn món này nha. Đâu dữ vậy? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Béo vậy đó đúng không? Đúng không? Trời ơi. Ngon không? Ngon không? Ngon. 이거 아주 이렇게 수조로 안 돼요. 수조가 잘 안 떠. 이렇게 하고. 난리 났습니다. 냉나. 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 엄마는, 엄마는 đứng lên là không có lấy được cái bộ mang vô. 그냥 이 단계 있는. 대단. 떡이 적절하게 이거 맛있어. 정말이야. 이거 괜찮아. 밀떡이 엄청 쫄깃쫄깃해. 딱 이건 맛도 그냥 ăn nha mọi người chứ để nhìn nó hoài nó nhìn mình hoài. Mình phải nhìn lại nó. Một chút nữa là nó ra nhắc. Nhìn qua nhìn lại là hoài ra nhắc luôn. Ngon chưa? Ăn thử bạch tuộc đi. Vô bữa nào có em, bữa nào có bà. Trời ơi, nó đè dưới bể mấy cái cây tóc hết trơn luôn. Ôi bà tuột có tteokbokki rồi phô mai ngô nữa cho nó dính nắp hết mọi người. Ăn xong cái nắp giả không lên. Nhìn cái đầu bà tuột nè. Giòn không? Dai không? Để cho gì được hả? Gì để đó. Để chứ phải là hết dai à. Rồi đó. Như vậy thun kéo ra kéo vô chút cũng được. Ăn đi. Để dụ cho hồi nữa bo nha. Ủa thì ta ăn được chứ không? Người Việt Nam mình là phải ăn cái ấy nó kiểu như nó chấm với muối muối ớt chanh nó mới chua chua mới ngon mọi người. Chấm chanh cá rô bộ. Ăn đi, một chút đi. Trời ơi. Có gì đâu rồi, ăn đi.
ai khéo thì làm nha mọi người, chứ không có cần là đàn ông phải làm. Đưa ba đùng không cắt cái con này là nửa tiếng rồi xong đó, mình cắt luôn cho nó nhanh. Trời ơi mọi người nhìn cái nó đó nè, trời là trời siêu to chứ. Chụp. Ừ, ba đùng không là dai thì dai không? Hơi dai, tại vì con này giống như là nó già nữa nè. Mọi người nhìn cái con nó của nó nè, mà xích chi. Ba đồng hồng bữa nay là lần đầu tiên ăn cái bạch tuộc mà đi nấu tóc bút kia cái này nha mọi người. Cắt đi, cắt cho ăn lẹ đi. Ôi, rồi hả? Rồi. 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 Nó ngon mọi người. Rồi ăn đi. Rồi vô. Mình sẽ ăn cái cọng trâu nó trước. Ui, mình cũng chấm muối Tây Ninh nha mọi người. Muối Tây Ninh nặng chanh. Có hai bạch tuộc không vậy? Ok. Ăn hết phô mai luôn. Mình sẽ đẩy cái tóc xuống dưới để cho cái bạch tuộc nó lên trên, nó không bị chín quá, nó không bị dai quá nha mọi người. Ngon đúng không? Đúng rồi. Ngon. Ba anh em mình sẽ xử hết cái nồi này luôn. Nói chơi thôi. Nói chơi thôi nha mọi người. Không hết nổi nha. Cho cá thấm nè. Tụng hoa hả? Em quay cho tụng hoa một cái xì xích. Không cay nè, tụng hoa mình không biết. Được không? Ngon ngon, cá bút kì nó giãn. Cá chắc bút, bút chứ có. Lần đầu tiên ăn cá bút kì với muối Tây Ninh nặng chanh. Ngon chứ chứ. Muốn no mà nấu cá bút kì cũng này ăn ngon nha mọi người. Nó nâng cá bút kì lên một cái tầm mới này, nó không phải là cá bút kì bình thường nữa. Ẩm nhai cái miếng mực cây sao á. Ngon quá. Quá xuất sắc luôn. Có cái chảo này im thì chứ. Có chảo ngon ha. Có chảo bỏ bếp. Gì? Có chảo bỏ bếp. Có cái chảo là bỏ cái nồi lẩu liền luôn. Cái chảo này nó im hơn nè. Lê không? Lê thêm một cái phước. Ăn nhớ, ăn mình ăn đi. Cái này hồi nó nguội lại nè, nó không có ché sợi nè. Bữa nay đỡ cay. Không ăn mình ổng đỡ tắm nè mọi người. Ôi đồ ba, sao mà đi hư lưu chanh nè. Cây muối không gì à? Quá ngon. Quá thơm ngon. Đúng rồi. Chắc tụi họ đi lấy thương ớt rồi. Hai anh em mình nó thì chấm muối Tây Ninh nặng chanh vô. Còn cha tụi họ thì chữa nổi này đi lấy thương ớt rồi. Chấm nó lấy chứ. Chấm gì. Mệt lười rất là cái chân của nó, mà cái chân nó chót vuốt á nha, nó bị gì nó giòn hơn.
Khoảng chi dai quá. Không nhỏ rồi, giòn hơn được. Ừ, cái thì không ăn. Ăn cái nó nóng. Hai cái hộp sao là bớt rồi. Hộp sao không? Bớt chưa? Ngồi à. Hôm nay ngon ngủ quá. Hồi nãy mình nấu cay hơn cá nữa, giờ này không tắm nữa rồi mùa. Ăn một miếng này thêm một miếng khoai ngô nữa, ta nói nó ngon dễ sợ luôn. Đúng là hai cái này sinh ra là để dành cho nhau á mọi người. Rồi mới lên để cho cái tóc nó đều, cái tóc nó nằm trên nó không nóng tới là mà nó cứng rồi. Rồi tới không chị nghe. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Ngon, có téo gì bố? Chưa đâu. Cái này á, mà mình không ăn cái nào, mình gãy phô mai lên được nè. Mình gãy phô mai lên để ăn phô mai tóc bút chi mà. Ăn đi, còn nhiều lắm á. Còn nhiều mực nữa, chưa gắt ra hơn nhiều nữa. Nào mới trồng găng về là ăn mất người găng luôn á. Y mạng cứ lên mang ba lô một con y bê rồi được tôi bà chú mà vừa nóng vừa mà vừa nóng vừa ăn chỗ này ngon hơn. Rồi mặn quá. Dưa chua mình có cay quá. Rồi mặn quá. Bếp ta. Tô bọc cơm luôn mà. Trời trời trời, làm gì vậy? Ngồi luôn. Chú xíu mẹ. Chú xíu mẹ. Chú xíu mẹ. Dù mua tôi phải mua cả. Cảm ơn mọi người. Chúc 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 mọi người.